Đây tép mẹ mày. Rồi đó. Tốt. Thì cầm thở lên coi. Tốt nha các bạn. Cái bột nha. Đây nhiều bột nha các bạn. Thấy chưa? Đó, đây nhiều bột nha các bạn. Thấy chưa các bạn? Đây nha các bạn. Thấy không? Đó các bạn thấy không? Tôm các bạn với bột gạo á. Thấy không? Đây các bạn, thấy không? Đó. Ngon ghê không? Đây. Thấy không? Ngon quá trời ngon. Thấy chưa bạn? Mâm muốn xong rồi nha, thấy không? Đẹp ghê không? Rồi mình chế nước vô nha các bạn. Đó. Làm gì? Giờ mình rút cái miếng bột nữa nha các bạn, thấy không? Đó. Không, giờ mình gặp cái hút đó mình chế nước vô các bạn, thấy không? Đó các bạn, giờ mình sẽ bỏ từ từ vô nha. Đó, thấy không? Đó. Giờ chúng ta sẽ bỏ từ từ vô. Đó. Ha. Thấy chưa các bạn, thấy không? Đó. Nè các bạn thấy không? Đặc sắc không đó, cái bánh nha. Đó thấy không? Chúng ta sẽ đợi trong quá trình nó sôi thì chúng ta sẽ làm những món khác nha các bạn. Đó. Đặc sắc cái giờ đó, thấy không? Thấy chưa các bạn, thấy không? Nó sôi ồ đã không các bạn, đã thấy không? Nè. Đã thấy không? Quá đã luôn nha các bạn. Đó. Thấy không? Đó. Trong quá trình đợi sôi mình sẽ trộn bột khác nha các bạn. Đó. Thấy không? Đó. Thấy không các bạn, đó nó kêu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ đã ghê không? Đó. Thấy không? Các bạn thấy bọt không? Đó. Mình đã do chuẩn bị cho nó nhão vậy các bạn. Còn cái phần này của nó cũng bị sôi nha các bạn, nó cũng chín rồi đó. Thấy không? Nè. Đó, thấy không? Giờ mình sẽ bỏ từ từ từng miếng vô nha các bạn. Đó, thấy không? Đó. Đó. Đó nữa nha các bạn. Quá ngon, tuyệt vời luôn nha các bạn. Đó. Quay bột lên. Thấy không các bạn? Đó. Quá tuyệt vời luôn nha. Thấy không? Rồi cái phần này mình cũng đã cho chín rồi, là mình sẽ đập một cục nước đá chế nước vô, chúng ta bỏ vô đây cho trụng lại lạnh nha các bạn, thấy không? Đó. Em muốn quay. Thấy không? Đó. Ê mai mẹ. Thấy không các bạn? Quá ngon luôn nha các bạn. Đó. Thấy không? Giờ mình vớt ra nha các bạn. Đó. Thấy không? Giờ mình bắt dầu nha các bạn. Lấy đổi vô. Bắt bếp bên đây chị.